Xin chào, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Didadivo. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt trên tàu xuôi theo dòng sông Tiền. Và đoàn của mình vừa mới rời khỏi bến tàu du thuyền của thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Hành trình hôm nay của mình sẽ khám phá 4 cù lao Long, Lân, Quy, Phục của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Đây là một loại hình du lịch độc đáo của miền Tây Nam Bộ với các hoạt động gắn liền với sông nước. Trong hành trình lần này thì mình sẽ cùng tìm hiểu về một nghề đang khá phổ biến của những người dân đang sinh sống ở tại đây, đó là nuôi ong lấy mật. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách làm kẹo dừa, cùng thưởng thức đơn ca tài tử và tham gia vào một số hoạt động như ngồi thuyền ba lá, chơi một số trò chơi dân gian ở tại đây, và trong đó có trải nghiệm về hoạt động tát mương bắt cá mặc áo bà ba. Wow, nghe tới đây là mình đã cảm thấy nó thực sự hấp dẫn rồi. Nào, xin mời các bạn cùng theo chân mình nha. Chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Dạ. Thì ngày hôm nay là đoàn của mình sẽ cùng với lại em đi tham quan hai tỉnh tại khu vực này. Sau khi ngắm cảnh quan hai bên bờ dòng sông Tiền thơ mộng thì đoàn của mình sẽ ghé Cù Lao Thới Sơn. Cù Lao Thới Sơn hay còn gọi là Cồn Lân. Trong điểm đầu tiên thì đoàn của mình sẽ cùng tìm hiểu về nghề nuôi ong lấy mật của người dân ở ngay tại trên Cù Lao Lân. Khi mà lên tới trên này đó thì với tiết trời mùa hè nóng nực, các bạn đừng quên thưởng thức một ly trà tắc mật ong kèm với phấn hoa nếu như yêu thích hương vị mật ong. Cùng với những sản phẩm chúng ta có thể mua nào là phấn hoa, mật ong hay sữa ong chúa về làm quà nha. Tiếp theo xin mời các bạn cùng mình thưởng thức trái cây miệt vườn, cùng lắng nghe những tiếng đờn ca tài tử với những giọng ca ngọt như mía lùi của các ca sĩ miệt vườn. Về tới miền Tây Nam Bộ mà không nghe đờn ca tài tử, không thưởng thức trái cây miệt vườn, chắc hẳn chúng ta sẽ không thấy được hết cái sự ngọt ngào duyên dáng của con người miền Tây Nam Bộ ẩn sâu trong những ca khúc hay những vị trái cây thơm ngon nha. Thì cái đàn này đó là cái đàn Tây Ban Cầm, xứng từ Tây Ban Nha, nhưng mà để trong đời ca tài tử thì nó không có đồ rê mi fa son la si, mà nó chỉ có hò sừng sa xê cống, tư là từ phủ tướng, thì cho nên nói là hò hò sen xê cống, mà để phù hợp với lại cái ban nhạc tài tử thì cái cây đàn Tây Ban Cầm đó đã được nhấn nhá những cái nốt trong những cái tiếng đàn và những cái nhấn, những cái nhá, nó trở thành những cái lõm, và đây là đàn guitar phím lõm ngũ âm cho do nghệ nhân Minh Phương trình bày. Nghệ sĩ ngân hoàng nhạc của mình. Nghe ca cổ biết được không? Mất mặt. Và bây giờ sẽ tới với trải nghiệm thích nhất trong hành trình khám phá vùng đất phương Nam lần này của mình. Đó là ngồi xuồng ba lá cùng xuôi theo những con kênh rạch chằng chịt của dòng sông Tiền và thưởng lãm cảnh quan hai bên bờ. Thank you.
không sao nữa. Mùa này đi lại đông được chưa chú? À, con cũng từ 2 năm dịch tới mới quay trở lại. Đúng rồi. Dịch thì mọi thứ nó ngưng trệ hết. Đang đi đòi chèo. Thích lắm. 2 năm rồi, 2 năm rồi từ lúc dịch bây giờ mới quay trở lại. Anh ơi, anh bỏ cái tay vô em một xíu anh ơi. Để tay ngoài lại chiếc nhánh bự bự thử xuống. Mừng là ngày hôm nay đi vào cuối tuần thì ở ngay tại khu vực này mình thấy cái sự tấp nập trở lại và du khách bắt đầu trở lại đông, thì hy vọng rằng là từ đây trở về sau thì không còn cái tình trạng như bị lúc dịch Covid nữa. Ăn chén nước này. Người ta nói rằng là về miền Tây Nam Bộ mà chưa đi đò chèo là coi như là chưa biết miền Tây Nam Bộ. Thì đợt này đoàn này vừa xuống Mỹ Tho phát đi đò chèo liền. Đó. Xuồng à? Ngày xưa là xuồng 3 lá, bây giờ xuồng mấy lá chị? Cái này chắc 9 lá mà. 9 lá hả? À, đánh bài là 9 nút đó. Giờ thành xuồng cũng 9 lá luôn. À. Các bạn thấy hoạt động trải nghiệm đò chèo như thế nào? Đối với mình thì thực sự rất tuyệt vời. Hai bên bờ kênh rạch đó là những hàng dừa nước lung linh nghiêng mình trong nắng mới. Và tiếp theo xin mời các bạn cùng đi xem cái cách làm và thưởng thức kẹo dừa Bến Tre nha. Nào, đi thôi! Vì làm mướn thôi, có việc ăn lỗ bả thôi, lỗ gì rồi sợ ăn đi cân ăn cái cân của phim đó, nó rất là thơm, rất là béo. Cái này là nhân gì ạ? Nhân sầu riêng thơm quá mà ăn này mập chết luôn. Kẹo dừa sau khi được đun cô đặc cùng với một số vị như lá dứa, khoai môn, sầu riêng, cacao hay dâu, nhưng theo mình thì ngon nhất
Có lẽ đó là vị sầu riêng hoặc là vị khoai môn, và sẽ được đưa lên trên khuôn và dàn mỏng làm sao cho mau khô. Sau đó, những người nghệ nhân làm kẹo dừa sẽ sử dụng sự khéo léo và quen tay của mình cắt những mẩu kẹo dừa thành hình vuông, và tiếp đó sẽ có một bộ phận những người khác gói lại theo hình chữ nhật, bọc trong giấy bóng. Kẹo dừa thì được làm ngày càng ngon với những vị lạ miệng, nhưng với bản thân là một hướng dẫn viên như mình thì mình cảm thấy kẹo dừa ngon nhất khi vừa mới ra lò, đó là được thưởng thức những mẩu kẹo thừa như chị vừa nãy cắt cho mình ăn đó. Các bạn tin mình đi, các bạn ăn cái mẩu kẹo này nó ngon và nó thơm một cách lạ lùng lắm. Nếu có dịp về đây ghé tham quan cơ sở làm kẹo dừa, bạn đừng quên thưởng thức những mẩu kẹo này nha, chắc chắn sẽ làm cho bạn say đắm đấy. Cái này bình quân một ngày chị gói được bao nhiêu cái chị? 4-5 ngàn cái. 4-5 ngàn cái nó còn chuẩn bài nữa đó. Chuẩn bài hả? Chứ nếu không có 4 ngàn một cái thì nó có nhiều hơn nữa. Bỏ đi chuẩn bài giấc thương á. Coi chứ nó cờ bạc lắm Phương ơi. Tôi là mai nó chai chết chị nha. Chết luôn á. Để vậy để gói kẹo dừa phải không? Chuẩn bài nó chơi đề dữ lắm. Có tụi bây giờ. Tụi bây giờ. Ừ. Thấy nó không xăm mình bình bình hơn thấy không? Bạn gái đồ xăm mình nó xăm. Dở cái xăm mầm cái nó coi đấy. Thấy không? Như nó bụi ghê không? Ngày làm 4-5 ngàn cái. Đó là chưa kể mà giờ chưa đánh bài cát tê. Sáng sáng kệ đi đá gà. À. Tôi nói ra tôi bỏ giác gà cổ rồi đá hả? Tôi nói mà cục rồi cũng rẻ hơn. Ghê lắm. Đây là dừa sáp này các bạn. Dừa sáp đấy. Quá kẹo dừa luôn. Sau khi tìm hiểu cách làm kẹo dừa của người dân Bến Tre, đoàn của mình sẽ ghé Cồn Phụng tham gia một số trò chơi vui nhộn ở tại đây như đi dây, đi cầu thăng bằng hay mặc áo bà ba hóa thân thành những người dân Nam Bộ thực hành theo loại hình tát mương bắt cá. Đây chắc chắn là những trải nghiệm thú vị khi chúng ta đi cùng với các thành viên trong gia đình của mình. Bạn thấy chương trình khám phá một ngày 4 Cù Lao, Long, Lân, Quy Phụng của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre như thế nào? Nếu bạn yêu thích chương trình này, hãy like và follow kênh cho Đi Đài Vô nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình kế tiếp. Bạn muốn mình làm về cảnh quan du lịch ở địa phương nào? Hãy cho mình biết nha. Bye bye!